Quán chay đối diện chùa Ngọc Hoàng, ngôi chùa Obama từng đến thăm, có đỉnh như lời đồn. Chưa biết vị làm sao, chứ không gian đây hết sức là xịn sò. Vừa sang trọng lại vừa ấm cúng. Tuy nhìn bên ngoài hơi nhỏ, nhưng bên trong rộng rãi, có phòng riêng thích hợp cho nhóm bạn hoặc là gia đình. Mỗi khu vực được bài trí theo một phong cách khác nhau. Cùng Sơn điểm qua vài món ở đây nha. Chả giò xưa, món này giòn giòn, ít dầu, nhưng ở bên trong thì bùi bùi, ổn. Pizza ngũ quả, nhìn giống pizza mặn quá. Pizza có mùi thơm phô mai, đế bánh không quá cứng. Món này ngon, măng tây xào, măng tây giòn giòn, nắm mối trồng hơi nhẫn nhẫn, nhai xong có vị ngọt nhẹ. Món này bạn nào ăn không quen sẽ không thích, còn Sơn thì rất là thích luôn. Miss sushi, phải nói Sơn cực kỳ ấn tượng với món này. Nhìn sơ tưởng đang dưới Long Cung và có cảm giác như đang cắn miếng cá mềm tan trong miệng. Ê chết, tội lỗi. Nắm hầu xông khói, nhìn ở ngoài giống như khô bò, khi ăn thì giòn nhẹ, mềm chứ không có dai, vị ngọt đậm đà. Nước ở đây hầu hết là có vị thanh mát và mùi thơm của cây cỏ tự nhiên, đặc biệt là bài trí rất đẹp, như là em đậu hũ xin, đậu hũ mềm béo. Nước sâm 12 vị thì thanh mát, còn sâm nhà Tuệ thì có thêm phần topping ăn rất là vui miệng. Nổi bật nhất là món trà tuyết liên nhà Tuệ, được chuẩn bị hết sức là công phu, không chỉ đẹp mà còn ngon, với vị trà kết hợp với vị thanh long. Sau khi mình nhờ bạn nhân viên tách hạt ra thì mình thấy phần trà thanh long này nó ngon hơn. Mọi người nhớ lưu lại, có cơ hội nhớ dùng thử nha.